Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine sẽ sớm khởi động. Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua sau khi kết thúc diễn đàn ngoại giao Antalya 2024. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giờ là lúc bắt đầu đàm phán về một lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev. Trước đó, bên lề diễn đàn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông cho biết đã thảo luận với ông Lavrov nhiều vấn đề, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng về vấn đề xung đột ở Ukraine, cả Moscow và Kiev đều đã đi đến những điểm giới hạn. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ là lúc bắt đầu đối thoại về thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ xung đột đang gây ra những thiệt hại lớn, cần phải có cách chấm dứt thông qua các cuộc đàm phán và các bên cần quen dần với ý tưởng này. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, có biên giới trên Biển Đen với cả Nga và Ukraine và muốn duy trì một quan hệ tốt đẹp với cả hai quốc gia này. Hôm qua, truyền thông quốc tế dẫn lời một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas tiết lộ lực lượng này có thể đạt được một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza trong vòng 24 đến 48 giờ tới nếu Israel chấp nhận các yêu cầu của lực lượng này trong các cuộc đàm phán sắp diễn ra. Quan chức trên nói rõ, nếu Tel Aviv đồng ý với các yêu cầu của Hamas, trong đó có việc đưa những người di tản Palestine trở lại miền Bắc Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo, thì điều đó sẽ mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn của Hamas do phó thủ lĩnh Khalid Al-Hayya dẫn đầu đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Nước chủ nhà Ai Cập hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo trước khi diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong khi đó cùng ngày, quân đội Israel ra tuyên bố cho biết đang đẩy mạnh các chiến dịch ở thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, tiêu diệt hàng chục mục tiêu của Hamas. Ấn Độ và Nhật Bản ngày hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận được tổ chức ở thành phố Bikaner, miền Tây Ấn Độ. Cuộc tập trận này mang tên Người bảo vệ Hama và là hoạt động được tổ chức hàng năm giữa hai nước. Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường hợp tác quân sự và cải thiện khả năng hoạt động chung giữa lực lượng quốc phòng Ấn Độ và Nhật Bản. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các binh sĩ của hai bên đã tiến hành diễn tập, huấn luyện nhiều kỹ năng chiến trường, chẳng hạn như diễn tập các bài bắn nhắm mục tiêu và các bài diễn tập liên quan đến trực thăng nhằm mục đích chuẩn bị cho các chiến dịch trong môi trường bán hoang mạc. Theo kế hoạch, cuộc tập trận trên sẽ kéo dài tới ngày 9 tháng 3. Nền kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi mạnh mẽ và xu hướng tích cực dài hạn sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đây là tuyên bố được người phát ngôn của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc, tức Chính Hiệp, đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Thông tin mở đầu cho cụm tin vắn đáng chú ý. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Chính Hiệp Lưu Kết Nhất cho biết kỳ họp thứ 2 Chính Hiệp khóa 14 khai mạc vào ngày 4 tháng 3 tại lễ đường Nhân dân và bế mạc sau đó 6 ngày. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh có nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế Trung Quốc. Cũng theo ông Lưu Kết Nhất, khu vực kinh tế tư nhân ở Trung Quốc cũng sẽ có tương lai đầy hứa hẹn với tiềm năng phát triển lớn. Trước đó, hôm 1 tháng 3, Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa tiêu dùng và trang thiết bị để hỗ trợ nền kinh tế. Mới đây, giới tài chính quốc tế đưa ra báo cáo đánh giá cho biết, dù kinh tế Canada đã đạt được tăng trưởng 1% vào cuối năm 2023, song thực chất quốc gia Bắc Mỹ vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái do lãi suất cao sẽ tiếp tục tác động tới nền kinh tế. Số liệu quý 4 vừa qua cũng cho thấy mức tăng trưởng trung bình của Canada trong năm ngoái chỉ đạt 1,1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,8% của năm trước đó do sụt giảm về chi tiêu tiêu dùng, đầu tư và xây dựng ở cả khu vực công và tư. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người vẫn tiếp tục giảm trong quý thứ 6 liên tiếp và hiện thấp hơn khoảng 3,2% so với mức đỉnh. Một số thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC cộng, đã nhất trí kéo dài việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu trong quý 1 sang quý 2 của năm 2024. Cụ thể, theo một nguồn tin từ Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, nước này sẽ kéo dài việc tự nguyện cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu một ngày, vốn áp dụng từ tháng 7 năm 2023 đến hết tháng 6 tới. Trong khi đó, Nga thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu ở mức 350.000 thùng một ngày trong tháng 4, 400.000 thùng một ngày trong tháng 5 và 471.000 thùng một ngày trong tháng 6. Sau thời hạn trên, sản lượng dầu sẽ được điều chỉnh dần dần tùy theo tình hình cung cầu nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường.
Mới đây, Hội đồng Du lịch Thái Lan đã bày tỏ kỳ vọng vào khả năng cất cánh của ngành công nghiệp không khói ở nước này sau khi thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn cho khách du lịch Trung Quốc và Thái Lan chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Du lịch hiện là một trong những lĩnh vực kinh tế then chốt của Thái Lan kể từ sau đại dịch COVID-19. Theo Hội đồng Du lịch Thái Lan, thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn cho khách du lịch Trung Quốc đang thổi bùng làn sóng du khách từ Trung Quốc tới Thái Lan. Hiện, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 du khách Trung Quốc tới Thái Lan, tăng gấp 3 lần con số trước đây, và hầu hết trong số họ có mức chi tiêu khá cao. Ở chiều ngược lại, chính sách miễn thị thực cũng sẽ thúc đẩy một lượng lớn du khách Thái Lan đến Trung Quốc. Từ thành công này, Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan cho rằng, nếu chính phủ nước này ký được thỏa thuận tương tự với các nước châu Âu, thì cũng sẽ tạo ra cú hích lớn cho ngành du lịch trong nước. Được biết, hiện chính phủ Thái Lan đang đàm phán với các chính phủ châu Âu về một thỏa thuận miễn thị thực giống như thỏa thuận đã ký với Trung Quốc. Hiện, Thái Lan đã chấp nhận miễn thị thực cho du khách từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi công dân Thái Lan được miễn thị thực tới 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thái Lan đặt mục tiêu sẽ đón khoảng 40 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, với mức doanh thu mục tiêu dự kiến đạt hơn 98 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta đang chứng kiến công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đột phá từng ngày. Mới đây, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã đạt được những tiến bộ lớn khi phát triển AI có thể tạo ra hình ảnh cho một câu văn nhất định chỉ trong vòng 2 giây. Chỉ cần nhập một câu văn mô tả vào hệ thống. Chẳng hạn như một bức tranh thực tế về một phi hành gia đang đọc sách trên sao hỏa dưới mặt trăng. 2 giây sau, Koala 700M được phát triển ở Hàn Quốc là thiết bị đầu tiên đưa ra hình ảnh. Đây được xem là AI có khả năng chuyển đổi nhanh nhất thế giới. Vượt đồng hương Color của Kakao Brain mất 3,6 giây, hay DALL-E 2 và DALL-E 3 do OpenAI phát triển mất hơn 10 giây. Tốc độ cao đạt được nhờ sự phát triển của công nghệ trưng cất kiến thức, chuyển kiến thức từ mô hình lớn sang mô hình nhỏ hơn mà không mất giá trị. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát triển một mô hình kết hợp công nghệ trí tuệ thị giác vào AI đàm thoại có tên Colava. Mô hình này cho phép AI và con người hỏi và đáp các câu hỏi về hình ảnh hoặc video. Chúng tôi dự định tiếp tục nghiên cứu, không chỉ tập trung vào công nghệ tạo hình ảnh từ văn bản mà còn vào lĩnh vực tạo video. Nhóm nghiên cứu đang phát triển kế hoạch mở rộng tiện ích của công nghệ trưng cất kiến thức sang các lĩnh vực khác và phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu. Theo một nghiên cứu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và một nhóm các nhà khoa học vừa công bố, hơn 1 tỷ người trên thế giới hiện được coi là béo phì, đối mặt với nguy cơ gia tăng các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như tiểu đường, bệnh tim mạch và suy thận. Thống tích phân số sức khỏe của hơn 220 triệu người ở hơn 190 quốc gia, nghiên cứu ước tính rằng 504 triệu phụ nữ trưởng thành, 374 triệu nam giới cùng khoảng 159 triệu trẻ em và thanh thiếu niên phải sống chung với bệnh béo phì vào năm 2022. Đáng báo động là số người béo phì đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990 đến nay. Được công bố trước thềm Ngày Thế giới phòng chống béo phì, nghiên cứu trên cảnh báo tình trạng béo phì đang trở nên phổ biến ở hầu hết các quốc gia, trong đó có cả nhiều nước thu nhập thấp và trung bình trước đây từng phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng. Nhà đấu giá Christie vừa cho biết, bộ sưu tập đặc biệt gồm hơn 900 món đồ và tác phẩm nghệ thuật của danh ca, nhạc sĩ huyền thoại người Anh Elton John đã thu về hơn 20 triệu đô la Mỹ. Trong số các món đồ vừa được bán, cây đàn piano hiệu Yamaha được sử dụng trong các buổi biểu diễn ở Broadway đã thu về 200.000 đô la Mỹ. Cặp kính râm huyền thoại của Elton John được bán với giá 22.680 đô la Mỹ, gấp 10 lần so với ước tính ban đầu. Trong khi đó, bộ áo liền quần được trang trí bằng đá màu vàng ngà từ đầu những năm 1970 do Annie Reavey thiết kế được trả giá 12.600 đô la Mỹ. Hầu hết các món đồ đều được cất giữ tại ngôi nhà của nam nghệ sĩ ở thành phố Atlanta, bang Georgia, nơi ông từng dừng chân trong các chuyến lưu diễn ở Mỹ. Ngôi nhà này cũng đã được Elton John bán đi gần đây. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.